Ok, thì sau khi một ngày mình tham gia là con app là câu cá kiếm tiền thì mình đã câu được là 6,3 USDT và các lồng coin khác rồi nha mọi người nhé. Nhưng mình chỉ quan tâm là lồng USDT này thôi anh em ạ. Còn các lồng coin khác thì chúng ta hoàn toàn có thể rút về và bán, nhưng mà lồng USDT thì nó sẽ có là giá trị hơn anh em nhỉ. Tại vì là một lồng USDT giá hiện tại đang là hơn 25.000, thì mình tính ra thì 6,3 USDT này thì sẽ gần được, sẽ hơn 150k nha mọi người nhé. Ok, thì hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh YouTube Kiếm Tiền Đi Học. Ok, thì trong video hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em một con app là chúng ta có thể là câu cá để kiếm tiền nha anh em nhé. Và trên con app này thì chúng ta có thể kiếm rất là nhiều tiền nha anh em nhé. Thì vào ngày hôm qua thì mình có đăng là app đi bộ kiếm tiền và lượt xem của mình có được là chỉ 70 lượt xem thôi anh em ạ. Nên là bây giờ mình sẽ là đi trao giải cho một bạn là bình luận đầu tiên ở video hôm qua của mình nha mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ click vào chữ là mới nhất để mình chọn ra một bạn là bình luận đầu tiên ở video hôm qua của mình nhá. Ok, thì video hôm qua của mình bạn trúng giải là bạn này nhá. Bạn là Z Ere nhá. Bạn này là thấy được video của mình thì nhớ là nhắn tin qua Telegram cho mình để nhận giải. Lưu ý bạn phải chụp ảnh lúc là bạn nhận bạn trúng giải, chụp và chụp kênh, và bạn chụp hai ảnh đã tham gia nhóm Telegram và đã like đăng ký kênh của mình, và bạn sẽ nhắn tin qua Telegram cho mình trong ngày hôm nay và ngày mai. Nếu bạn mà không nhắn thì mình sẽ là không trao giải nha anh em nhá. Sau khi click vào đường link thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện để anh em tải app. Thì con app này có tên là Fish Room nha anh em nhá. Thì con app này thì chúng ta sẽ là câu cá để chúng ta là kiếm tiền nha anh em nhá. Thì trên con app này thì không mời bạn bè chúng ta vẫn kiếm được cực kỳ là nhiều tiền anh em ạ. Rồi anh em sẽ là mở app lên nha anh em nhá. Rồi thì nó sẽ ra giao diện như thế này anh em nhá. Thì anh em sẽ lợi app tí và anh em sẽ thấy là giao diện để anh em đăng nhập sẽ là đăng nhập bằng Google nha anh em nhá. Thì anh em sẽ đăng nhập vào cho mình nhá. Ok, thì đây là giao diện của app nha anh em nhá. Mà khi anh em mới vào ấy thì nó sẽ có là 5 kim cương ở đây cho anh em nhá. Thì 5 kim cương này thì chúng ta sẽ vào là phần này nha anh em nhá. Anh em sẽ vào phần là hốc này nha anh em nhá. Anh em sẽ vào phần hốc này để anh em mua lưới câu nha anh em nhá. Rồi anh em sẽ mua là gói là một ngày và có giá trị là một ngày nha anh em nhá. Và tổng sẽ là mất 5 kim cương anh em ạ. Và anh em sẽ là chọn vào cho mình nha anh em nhá. Thì mình đã mua vào hôm qua. Thì con app này thì mình mới tham gia hôm qua thôi anh em ạ. Và mình đã kiếm được là hơn 6,3 là USDT. Hoàn toàn là mình không đi mời bạn bè nha anh em nhá. Đi mời bạn bè mình chỉ mời được có một bạn thôi. Anh em có thể thấy gió cho mình nha anh em nhá. Và khi anh em mời bạn bè thì anh em sẽ nhận được là kim cương. Thì mình nói thẳng với em là kim cương này thì cực kỳ là quý nha anh em nhá. Thì khi chúng ta rút chúng ta phải có kim cương để là chúng ta rút anh em ạ. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cách kiếm tiền nha anh em nhá. Thì nó sẽ có là duy nhất là một cách kiếm tiền anh em ạ. Nó sẽ có duy nhất một cách kiếm tiền là anh em sẽ là đi câu cá anh em ạ. Thì đây anh em sẽ là khi anh em đã mua lưới câu ở chỗ là hook này thành công thì anh em sẽ vào là chỗ là play anh em nhá. Và anh em sẽ chơi cho mình nhá. Ok, bây giờ mình sẽ chơi cho anh em nhá. Thì chơi con app này thì cực kỳ là giải trí luôn anh em ạ. Như vậy là mình đã câu được. Ôi giời ơi. Ok, thì mình đã câu được là một lồng USDT rồi anh em ạ. Ok, anh em sẽ thấy là mình đã nhận được là bao nhiêu lồng USDT nhỉ? Mình đã nhận được là 0,2 lồng USDT anh em ạ. 0,2 lồng USDT này thì tương đương với là hơn 4.000 đấy anh em ạ. Nếu mà nó quy ra Việt Nam đồng. Thì khi anh em chơi thì anh em có thể là nhận được là thứ nhất là lồng xu vàng này. Và anh em có thể là xem quảng cáo để anh em xem kim cương. Mình nói thẳng với anh em, nếu mà anh em muốn rút tiền ấy thì anh em phải chăm chỉ xem quảng cáo, nên là con app này thì sẽ là phù hợp với học sinh sinh viên hơn nhỉ. Và anh em sẽ là xem quảng cáo thì anh em sẽ nhận được làm kim cương nha anh em nhỉ. Rồi anh em sẽ xem hết quảng cáo cho mình, nhưng mà do là hiện tại mình đang làm video nên là mình sẽ không xem quảng cáo nha anh em nhỉ. Tại vì khi mình làm video mà mình xem quảng cáo ấy thì nó sẽ là rất là tốn nhiều thời gian của mình, là video sẽ dài nha anh em nhỉ. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi tiếp cho anh em xem một lần nữa nhỉ. Mình sẽ kéo xuống và mình sẽ nhận các lồng ở đây. Thì đối với là chơi app này thì nếu anh em mà trúng bom ấy thì anh em sẽ không nhận được đâu nha. Thì
Như vậy là mình đã nhận được là lồng matic thì phải anh em ạ. Thì một lồng matic thì sẽ là được là hơn 15.000 đấy anh em ạ. Nhưng mà đây mình nhận được là 0,03 anh em ạ. Bây giờ mình sẽ là chơi tiếp một bán nữa và mình sẽ review phần khác cho anh em xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ click vào chú chơi. Thì nói chung là con app này thì chúng ta sẽ phải là chăm chỉ xem quảng cáo thì anh em mới nhận được là nhiều nha anh em nha. Ok, lần này thì mình chắc là sẽ được nhiều USDT đấy anh em ạ. Mình đã câu được chúng là ba lồng USDT, tận là 0,7 USDT anh em có thể thấy. Và trên con app này thì một lô là chúng ta là có thể là rút được rồi nha mọi người nha. Ok, mình đã kiếm được 0,7 lô, thì 0,7 lô này thì gần 20.000 đồng anh em ạ. Quá là ngon luôn đấy anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ vào là phần là đây nha anh em nha. Thì anh em sẽ có một cách kiếm kim cương nữa là anh em sẽ là ở đây thì nó sẽ tự lao kim cương cho anh em nha. Thì nếu anh em nào mà muốn tăng tốc độ thì anh em có thể là đầu tư là để mua kim cương. Nhưng mà mình thấy thì anh em nên chơi miễn phí thôi anh em ạ. Khi mà ở đây nó có là ví dụ như đây nha anh em nha. Khi mà nó có là một hoặc là 10 trên 40 thì anh em sẽ vào nhận nha. Thì ví dụ là 10 trên 40 thì anh em sẽ nhận được là 10 kim cương cho mình nha anh em nha. Thì hoàn toàn cái này là nó tự lao, không cần là đầu tư hay gì cả anh em ạ. Còn anh em nào mà muốn nhanh thì anh em có thể đầu tư vào, nhưng mà mình khuyên anh em là không nên đầu tư. Còn đây, còn hai phần này thì anh em sẽ là nâng cấp, là thứ nhất là chúng ta bắt được bao nhiêu con ấy anh em ạ. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ bắt được là 12 con và 12 con cá ấy. Thì ở đây là lộ dài của sợi là dây này này anh em. Lộ dài của sợi dây là câu nha anh em nhỉ. Thì anh em sẽ chơi và nâng cấp cho mình. Thì và từ lồng tiền vàng đấy thì anh em cũng có thể là hoàn toàn là anh em đổi sang USDT được hết nha mọi người nhé. Lồng tiền vàng này anh em có thể là đổi sang USDT nha mọi người nhé. Thì anh em sẽ click vào thì nó sẽ có thể là chúng ta đổi nhé. Cứ là 100.000 vàng này thì chúng ta sẽ đổi được là một USDT anh em ạ. Thì mình khuyên là anh em nên là chơi trò chơi để anh em nhận USDT thôi nha anh em nhé. Rồi thì khi mà anh em là đủ min rút đấy thì anh em có thể click vào chữ là withdraw nha anh em nhỉ. Withdraw ở đây nha anh em nhỉ. Anh em sẽ click vào cho mình. Thì nó sẽ dẫn anh em đến giao diện như này nha anh em nhỉ. Thì lúc đầu mình làm video thì có là 6,3 là lồng USDT. Nhưng mà sau khi mình làm và mình chơi ấy, thì mình đã nhận được là 7,2 lồng USDT rồi anh em ạ. Mình sẽ click vào chữ là withdraw nha anh em nhỉ. Thì anh em sẽ là liên kết là ví là USDT là Polygon cho mình nha mọi người nhỉ. Thì anh em có thể thấy là anh em thấy là lồng là kim cương quan trọng chưa anh em? Anh em có thể thấy là anh em phải có là 70 lồng kim cương thì anh em sẽ nhận được là 0,1 lô. Thì min rút trên con app này chỉ có là 0,1 lô thôi anh em ạ. Thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Thì anh em chăm chỉ là xem video thì anh em sẽ nhận được nha anh em nha. Thì đây là tốn 700 kim cương thì anh em sẽ rút được là một lô nha anh em nhỉ. Và 7.000 kim cương thì anh em sẽ rút được là 10 lô nha anh em nhỉ. Thì đối với là con hát này thì mình khẳng định với anh em là phải xem kim cương phải xem quảng cáo thì anh em mới có kim cương nha anh em nhỉ. Rồi thì đây là các cách kiếm tiền trên con app mà mình muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay. Thì nếu bạn nào mà thấy video của mình hay và hữu ích thì nhớ để lại cho mình xin một nút like. Và đừng quên là tham gia event tổng giải thưởng 500k ở đường link mô tả, mình sẽ lấy đường link mô tả ở đó và anh em sẽ vào comment cho mình một câu nói thật hay và anh em sẽ nhận được các giải thưởng trên kênh của mình nha.